Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Hello sẽ giới thiệu các bạn một số tính năng trên chiếc điện thoại Nokia Lumia 630 của Microsoft. Khi các bạn sử dụng chiếc điện thoại mới nhất của Microsoft này, các bạn cần phải lưu ý một số thay đổi trên chiếc điện thoại như sau. Theo mình thấy, ở chiếc Lumia 630 này có một số điểm thay đổi mà các bạn cần phải lưu tâm. Đó là đầu tiên, các bạn thấy là hệ điều hành của Windows trên chiếc Lumia 630 này sử dụng hệ điều hành Windows mới nhất, đó là Windows Phone 8.1. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách vào phần Setting. Sau đó các bạn chọn xuống dòng là About. Các bạn thấy là hệ điều hành Windows là Windows Phone 8.1. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng hệ điều hành mới nhất của Microsoft. Việc thay đổi thứ hai các bạn cần phải lưu ý, đó là trên chiếc điện thoại Windows Phone 8.1 Lumia 630 này có xuất hiện thêm một cái là trung tâm thông báo, bằng cách các bạn vuốt từ trên màn hình vuốt xuống. Với cách vuốt này thì các bạn có thể thấy là nó cũng gần như tương tự như trung tâm thông báo của hệ điều hành Android mà Microsoft đã tích hợp thêm vào hệ điều hành mới này. Việc thay đổi kế tiếp các bạn cần phải lưu ý, đó là các bạn có thể thay đổi hình nền cho chiếc điện thoại Lumia 630 bằng cách các bạn vào phần Setting, sau đó chọn Stardom. Ở đây các bạn có thể chọn là hình nền background khác, mình sẽ chọn thử. Bây giờ các bạn thấy là hình nền của chiếc điện thoại Microsoft đã thay đổi. Ngoài ra trên chiếc điện thoại chính hãng Lumia 630 này thì Nokia có cài thêm sẵn một số chương trình mặc định, chẳng hạn như các bạn thấy là Viber hoặc là VDictionary hoặc là VTV Plus, các bạn có thể sử dụng những chương trình này. Và việc thay đổi cuối cùng theo mình thấy là thích nhất, đó là về phần bàn phím. Nếu các bạn nào đã sử dụng hệ điều hành Android và các bạn cài chương trình là Swipe Keyboard, các bạn có thể soạn tin nhắn rất là nhanh và mình rất là thích nhắn tin theo bàn phím mới này. Nhưng trên Windows 8.1 thì Microsoft đặt tên là Workflow. Bây giờ mình sẽ thử chức năng là Workflow trên chiếc Lumia 630 này cho các bạn xem. Việc đầu tiên các bạn vô phần Setting. Các bạn chọn xuống mục là Keyboard. Các bạn thấy ở đây là có hai ngôn ngữ. Các bạn lưu ý là hiện tại Workflow chỉ cho hỗ trợ cho ngôn ngữ là tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Việt hoàn toàn chưa có. Bây giờ mình sẽ thử soạn tin nhắn. Bấm vào soạn tin nhắn thì các bạn vẫn thông thường là gõ những phím hoặc là gõ những chữ như vậy. Để sử dụng tính năng Workflow thì các bạn phải chọn mở chức năng Workflow lên bằng cách vào phần Setting, chọn Keyboard, bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh và sau đó bật chức năng là Type Apps Web Through Letter. Bây giờ mình sẽ thử chức năng Workflow cho các bạn xem. Ví dụ như mình muốn viết một từ nào đó, Welcome. Các bạn thấy là Microsoft đánh từ rất là lẹ. To. Hello. Ngoài ra các bạn có thể viết những từ khác thông qua những phần đánh từ. What. Bạn có thể chọn sẵn những từ được đánh ở trên đây. Các bạn có thể chọn đánh từ đánh từ hoặc là các bạn có thể dùng Workflow để soạn tin nhắn rất là lẹ. Các bạn thấy là nếu mà các bạn nào thường nhắn tin bằng tiếng Anh thì các bạn nên sử dụng quen với chức năng là Workflow, hoặc là trên Android thì các bạn có thể download những cái app hiện tại
là chưa hỗ trợ tiếng Việt, nhưng sau này con rất có khả năng là Microsoft sẽ tích hợp hỗ trợ thêm tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để download app, download ứng dụng. Việc đầu tiên download app, download ứng dụng thì các bạn cần phải vào phần setting và các bạn phải đăng nhập được tài khoản Microsoft vào bằng cách là vô mail and account, các bạn chọn, sau đó các bạn thêm tài khoản Microsoft account. Các bạn có thể thêm Microsoft account bằng tài khoản Hotmail hoặc là tài khoản Line. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là download một ứng dụng nào đó ở trên chiếc catalog của Microsoft có đi kèm theo. Ngoài ra các bạn cũng biết rằng là chiếc Lumia 630 này nó được sử dụng tới 2 SIM, rất là phù hợp cho những bạn nào sử dụng nhiều SIM. Hiện tại trên chiếc catalog của Microsoft có rất là nhiều ứng dụng mà các bạn có thể download miễn phí ở trên store của Microsoft. Một là các bạn có thể vào cửa hàng trực tuyến để các bạn search ứng dụng, search app tên. Hai là các bạn có thể chụp màn hình hoặc là quét cái mã QR code ở trên chiếc catalog, hoặc là các bạn đi đường các bạn thấy những cái mã QR code các bạn có thể quét hoặc là download hoặc là cài app. Ngoài ra các bạn có thể quét trực tiếp trên màn hình của máy vi tính cũng được. Bây giờ để mà quét một cái mã QR code này, việc đầu tiên các bạn bấm vào phần nút search ở góc phải màn hình này. Sau khi các bạn bấm vào nút search xong, các bạn nhìn thấy ở đây nó có biểu tượng là con mắt. Các bạn bấm vào. Thì đây khi này là bắt đầu chúng ta có thể quét mã vạch QR code. Bây giờ chúng ta có thể quét mã QR code, các bạn có thể rê màn hình tới thì chiếc điện thoại sẽ tự đọc những cái mã QR code này và sẽ hiển thị trên màn hình những cái đường dẫn link. Khi các bạn bấm vào nó sẽ tự đọc vào ở trong cửa hàng store để các bạn có thể download. Các bạn thấy là nếu các bạn muốn download bất cứ kỳ app nào thì các bạn chỉ cần để màn hình quét lên. Mình lấy ví dụ mình sẽ thử vào đường dẫn này thì tự động Microsoft sẽ đưa chúng ta đến cửa hàng trực tuyến và đúng cái tên chương trình mình vừa mới quét. Chương trình này thì nó sẽ ra, hoặc là mình sẽ thử quét lại cho các bạn xem để rõ hơn. Mình sẽ tự quét mã của trang 2VL. Đây, bây giờ đã có ra website của 2VL, các bạn có thể chọn vào thì nó sẽ đưa các bạn tới cửa hàng trực tuyến. Các bạn lúc này chỉ cần việc bấm vào install và cài đặt bình thường. Qua video các bạn cũng có thể thấy rõ một số tính năng mới trên chiếc điện thoại Lumia 630 này. Hy vọng qua video các bạn có thể sử dụng được chiếc điện thoại Lumia 630 này một cách tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.